Đi rồi sao? Đưa cậu đi nhà. Mệt cái gì mà chặt cái gì ấy? Câu đó gọi là gì ấy nhỉ? Lặt mềm buộc chặt. Không đúng. Khả Lam đã bắt đầu dạy cậu ta học nấu ăn rồi mà. Cũng đã hỏi chuyện qua Hướng Dương. Chẳng phải sẵn sàng muốn quay lại với nhau sao? Cậu ta lặt mềm buộc chặt cái gì? Có phải là trước đây cô ấy chủ động đề nghị chia tay nên anh ta mới để cô ấy chọc tức không? Đàn ông sao có thể nhỏ nhen như vậy? Hình như là đến mức ấy. Lòng dạ đàn ông nhỏ nhen hơn phụ nữ nhiều. Như anh Cung nhà tôi cũng tạm được. Lòng dạ Kim Tuyên cũng không hẹp hòi. Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa biết chuyện phóng viên là do cô làm sao? Nếu không sao tôi lại nói anh ấy khờ khảo? Vậy cô ấy chủ động chút đi. Tôi đã chủ động như vậy rồi, còn muốn tôi chủ động thế nào? Nói thẳng. Cô nói thẳng cho anh ta biết. Đúng, nói thẳng. Vậy là cô sắp tỏ tình sao? Không phải tới tôi, nói cô đấy. Sao vậy? Làm sao? Người nào đó không phải lòng dạ hẹp hòi thì chính là khờ khảo. Vậy nên chị em ta phải mềm nắng rắn buông. Cô Khả Lam, cô nói thẳng với Dư Hạo đi. Là muốn tái hợp, nói tôi sao? Vậy sao cô không tương tự mở miệng tỏ tình với Kim Tuyên? Vấn đề của cô và vấn đề tôi có giống nhau sao? Vấn đề của tôi là anh ấy không thích tôi nên tôi phải mưa dầm thấm lâu. Còn vấn đề của cô là hai người đều yêu thương nhau nhưng lòng tự trọng thì quá cao. Mẹ. Alo mẹ à, chút nữa con về. Không phải hôm nay con gặp Dư Hạo sao? Về gì chứ? Đừng về nữa. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con và Mộng 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 đang ăn cơm, chút nữa sẽ về. Con cúp máy đây. Cô làm gì vậy? Dư Hạo, hãy quay lại với nhau đi. Yêu anh. Đây, trả điện thoại cho tôi. Đừng nói cái gì mà em yêu anh. Vừa đọc là biết không phải giọng điệu của Khả Lam rồi. Đừng một chút, đừng một chút. Mau lên, mau lên. Gửi đi chưa? 5, 4, 3, 2. Khả Lam, Khả Lam. Thu hồi tin nhắn. Khả Lam. Hai người làm cái gì vậy? Chẳng vui một chút nào. Phí công. Tập 16. Anh đọc thấy rồi. Kiêu ngạo cái gì chứ, vừa sao tay đã thành công. Nhớ mời tôi uống rượu hỷ đấy. Tôi sẽ không đưa tiền mừng đâu. Không phải em gửi đúng không? Giả ngốc sao? Sao có thể không nhận ra được là đang thăm dò cậu ta? Cho cậu ta một lối mở chứ. Lại còn kêu căng ngào mạng cái gì? Để tôi giúp cô lần nữa. Thôi đi. Bất kể nguyên nhân gì, ban đầu người yêu cầu chia tay là mình. Lúc không muốn gặp anh ấy nên đòi chia tay. Bây giờ muốn gặp thì đòi tái hợp. Dựa vào đâu cứ làm theo ý mình? Nếu mình là anh ấy, mình cũng không thích. Uống bia đi. Ông chủ cho một cái bia. Vậy tôi muốn một chai nước cam. Chỉ uống được nước cam thôi. Nào cạn thôi. Cạn ly. Cạn ly. Mình phải về trước đây. Cúng cưng nhà mình. Chắc giờ này cũng tỉnh dậy rồi. Hai người đúng là nhàm chán. Chưa uống đủ đã đi rồi. Mình đi đây. Đó không phải xe của Dư Hạo sao? Ở đây mà cũng gặp được. Yên phận rồi. Đi đi xem thử. Không được đâu. Không được. Nó không chừng là đang có việc. Chị đứng một bên đợi trước đã. Để cô ta xong việc đi. Đi thôi. Đi thôi. Cậu đừng có nghĩ nhiều. Chắc là bằng công việc thôi. Khách sạn, quán cà phê đều để bàn công chuyện mà. Rất bình thường, rất là bình thường. Đúng vậy, bây giờ là mấy giờ? 10 giờ. Trước giờ nấy chưa từng hẹn khách hàng nữ sau giờ ăn tối. Không sao, nó không chỉ là mối quan hệ bình thường thôi. Lý gì vậy?
Cô cũng gần một năm rồi chưa gặp anh ấy. Những vấn đề đơn giản luôn cần những cách đơn giản để giải quyết, đúng không? Cũng không còn sớm nữa, để anh đưa em về. Alo, Mộng Mộng. Cậu thật sự định bỏ cuộc như vậy sao? Bỏ cuộc gì? Chuyện của cậu và Dư Hảo. Cùng Văn Tinh đang đi tiếp khách. Chút nữa quay về, mình sẽ bảo anh ấy hỏi xem suốt cuộc cháu của anh ấy đang làm trò gì. Thôi bỏ đi. Bỏ cái gì? Chẳng phải là chuyện mình vừa mới nói đấy thôi. Cậu đừng có giả ngốc với mình. Dư Hạo hẹn cậu nấu món cải thảo luộc nước thịt gì đó, nói với cậu những lời đó, lại còn bảo cậu đến nhà cậu ta chăm sóc mèo. Những điều này rõ ràng có ý. Đã đến lúc này rồi, cậu còn do dự cái gì? Mộng Mộng, cậu cảm thấy trước đây khi Thẩm Chi Lâm nhìn thấy mình đã nghĩ thế nào? Cậu lại nhắc cô ta làm gì? Có gì hay ho đâu chứ. Đại khái cô ấy sẽ nghĩ Dư Hạo chỉ là muốn lấp đầy khoảng trống trong trái tim nên mới đến tìm mình. Nhất định là cô ấy đang nghĩ Dư Hạo sẽ quay lại và nên cô ấy mới làm những chuyện như vậy. Nếu như bây giờ mình đi tìm Dư Hạo, vậy thì có khác gì so với Thẩm Chi Lâm lúc đó? Nhưng mà là mình đã đề nghị chia tay. Bất kể nguyên nhân là gì, đều là mình tổn thương anh ấy. Vì giờ đâu bây giờ mình ổn rồi, lại đợi người ta quay lại. Thôi bỏ đi. Con và Dư Hạo cứ ở bên nhau thêm một chút, đừng về nhà vội. Con đang trên đường về nhà rồi. Hạo, anh nhanh lên một chút. Cái này Tiểu Hắc thích ăn nhất, cho vào túi của em đi. Lúc ở nhà anh ấy mình quên bỏ xa rồi. Bác Tài đến khu biệt thự Đồng La Đài. Thật xin lỗi, tôi muốn đổi địa chỉ.
Được, yên tâm đi, cậu đừng lo lắng về vấn đề đó. Tôi đã có tính toán rồi. Cúp máy đi. Tô Khả Lam, anh bảo em cầm đồ ăn cho mèo mà em lại không bỏ ra sao? Nơi chỗ em, để em bảo Mộng Mộng đưa cho anh sao? Nơi chỗ của em, để em bảo Mộng Mộng đưa cho anh sao? Dư Hạo, em đang xem phim cùng mẹ, không tiện nghe điện thoại. Mèo đói rồi. Vậy sau khi em xem phim xong thì gửi thức ăn của mèo cho anh nhé. Không có cửa hàng thú cưng nào để mua tạm chút đồ ăn sao? Đều đóng cửa hết rồi. Có bệnh viện thú y mở cửa 24/24 giờ mà. Không có sản phẩm của hãng này. Bây giờ mì của Tiểu Hắc và Dạng Thuận quen được ăn ngon rồi. Kén ăn. Phải rồi, món cá viên trước đây em làm đấy, em cũng nhớ mang theo một ít, bọn chúng thích ăn. Công ty của anh không có đồ dự trữ sao? Anh tự lấy một chút đi. Hết hạn rồi. Phí taxi ban đêm, phí gửi chuyển phát nhanh, phí nguyên liệu làm cá viên tính vào cả phí dịch vụ. Đến nhà anh mà khó đến như vậy sao? Chẳng phải anh đã hẹn với người khác rồi sao? Vậy đợi chút nữa em sẽ gửi cho anh. Anh ở nhà đợi em đi. Được. Anh mau về nhà đi chứ. Còn một chuyện nữa, anh muốn học thêm một tiết học nấu món ăn. Giám đốc Dương, hợp đồng của chúng ta đã kết thúc rồi.
triết học quá hạn. Điều luật nào quy định thế? Không phải pháp luật, mà là tình cảm. Là sinh nhật của anh. Tuần sau anh muốn dùng tiết học này để học nấu một bữa cơm cho hai người ăn. Một người mà em đã biết là bà ngoại anh. Còn có một còn có một người khác cũng đã lâu rồi anh chưa gặp, ba anh. Bao nhiêu năm rồi anh và bà ngoại luôn oán hận ba anh, cảm thấy nếu không phải vì ba anh thì mẹ của anh cũng sẽ không. Mỗi năm sinh nhật của anh, ba anh đều gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có muốn cùng đi viếng mẹ anh không. Thật ra anh luôn nghĩ năm đó ba của anh luôn bận làm việc không về nhà, không phải là vì không yêu mẹ anh, mà là muốn cho anh và mẹ của anh một cuộc sống ngày càng tốt hơn. Anh muốn thấu hiểu cho ông ấy, cũng muốn để cho bản thân thực sự thoát ra khỏi quá khứ. Em sẽ giúp anh chứ. Được. 3 giờ chiều ngày mai hẹn gặp ở nhà anh. Chuyện thức ăn cho mèo không cần lo nghĩ nữa, ngày mai mang cả đến là được. Dân, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Dân, ngày mai gặp lại.
số của anh ấy muốn làm gì chứ? Em nói xem số của anh ấy muốn làm gì. Đây, vừa mới phát hiện ra, hóa ra tin nhắn cuối cùng tối qua là chưa gửi được cho em. Vậy sao? Em đã nhận được rồi. Có phải điện thoại của anh bị lỗi không? Lỗi? Điện thoại còn có kiểu lỗi đó sao? Đưa anh xem nào. Hôm nay anh muốn nấu món gì, mau chóng làm thôi. Cà tím. Tại sao chứ? Không phải anh không thích ăn cà tím nhất sao? Anh muốn nấu cho mấy anh. Ba anh sao? Lúc còn bé, dì không muốn anh kén ăn. Ngay từ đầu mẹ anh đã bắt anh ăn cà tím. Nhưng bà ấy càng ép thì anh càng không thích ăn. Anh càng không thích ăn thì bà ấy càng thay đổi đa dạng cách nấu cho anh. Cuối cùng món ăn tủ của mẹ anh liền trở thành món cà tím. Nhưng thật đáng tiếc, đến cuối cùng anh vẫn không thích ăn. Anh muốn nấu một món cà tím mang hương vị mẹ anh đã nấu cho mấy ăn. Thực ra chỉ là nấu một bữa cơm thiết đãi gia đình, cũng không cần ép bản thân ăn những món mình không thích. Từ nhỏ tới lớn, anh và bà ngoại luôn đổ trách nhiệm chuyện của mẹ anh lên đầu ba của anh. Chỉ là bởi vì bà và anh đang muốn trốn tránh, bà và anh cũng không dám đối diện, không dám thừa nhận. Chuyện này thực sự không chỉ là trách nhiệm của mình ba anh. Anh cũng biết, thực ra ba anh rất yêu mẹ anh. Nếu như không yêu thì ông ấy cũng sẽ không suy sụp từ lúc đó đến tận bây giờ. Vậy nên anh muốn nấu món cà tím mang hương vị mẹ anh đã nấu, có thể khiến anh và ông ấy, còn cả bà ngoại của anh nữa, thực sự dám đối diện để hòa giải và giải tỏa tâm lý. Vậy anh có ấn tượng gì với món cà tím mà mẹ anh đã nấu không? Anh có thể miêu tả đại khái một chút không? Anh nhớ là giống như một món sánh đặc và có màu đen và còn nhiều dầu ngậy ngậy nữa. Xem ra anh thực sự không thích ăn cà tím. Anh chắc chắn là loại cà tím này chứ? Thực ra có rất nhiều loại cà tím, ví dụ như cà tím dài, cà tím tròn, còn có cà tím dẹp. Cà tím dài còn có nhiều màu sắc. Cà tím dài màu tím hình như chính là loại này. Vậy cách thái thì sao? Thái thẳng, thái khía hay là thái chéo? Cách thái. Thái thẳng thành miếng cả giỏ, cùi cà tím rắn chắc, thường được dùng để làm chả cà tím hoặc là làm salad hấp. Thái khía thành miếng mỏng, cùi cà tím mềm và mỏng, thích hợp để chiên, rán và xào.
thái chéo, cà giỏ, cùi cà tím hút nước thường dùng để kho hoặc áp chảo. Bổ thành hai nửa và thái dài cho gia vị và cùi cà tím hấp và nướng đều thích hợp. Anh đã nhớ ra chưa? Thái chéo là cà tím kho đúng không? Không nhớ rõ lắm. Không sao. Vậy em sẽ làm món cà tím kho áp chảo và món cà tím sốt, mỗi loại một phần. Sau đó anh thử xem mùi vị nào giống nhất. Được. Anh thử đi. Hay là anh nhắm mắt, bịt mũi để ăn đi. Không cần vậy đâu. Cà tím áp chảo mềm như thơm đậm đà. Có phải vị này không? Không phải. Đây là món cà tím sốt, thanh mát đã miệng. Không giống. Cà tím kho, vị nguyên chất, nước sốt đậm. Có phải vị này không? Hình như là phải, nhưng hình như cũng không phải. Có phải thiếu mất vị nào không? Vị ngọt, vị mặn hay là vị chua? Hay là cho tỏi giả chưa đủ nhiều? Không biết tại sao được. Không sao, em sẽ điều chỉnh lại một chút. Anh lại ăn thử nhé. Vẫn thiếu chút gì gì đó rồi. Thế nào rồi? Không sao, đã rất giống rồi. Rất giống. Vậy cho thấy là vẫn không giống. Phải làm sao đây? Ngày mai là sinh nhật của anh rồi. Chỉ là cảm thấy còn hơi thiếu một chút. Nhưng anh cảm thấy không có vấn đề gì lớn cả. Cho dù ngay cả khi chính tay mẹ của anh nấu thì hương vị cũng không thể lần nào cũng giống như nhau. Đúng không? Chẳng phải đang thử rồi sao?
anh cũng không cần phải ăn hết món mà anh ghét. Mấy hôm nay ăn liên tục, anh cảm thấy hình như cũng không khó ăn lắm. Thảo Thảo, mau lại đây, lại đây. Hôm nay mẹ con nấu món cà tím vô cùng ngon. Nào, nhanh lên nào, nếm thử đi. Nào, thử một miếng đi mà. Nào, 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 nhanh lên đi, nếm thử đi, ăn thử một miếng. Nào, nào. Sao vậy? Đã hơn 10 năm anh chưa gặp ông ấy. Hay là đừng làm nữa. Ngộ nhỡ không đúng khẩu vị thì cũng không ích gì. Ngộ nhỡ nấu đúng khẩu vị rồi, nhưng ông ấy lại không nhớ, phải làm sao? Bà ngoại, Khả Lam, bà ngồi nghỉ một chút đi. Hạo Hạo, giờ cháu đã không còn sợ sinh nhật nữa, thật tốt. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Bà ngoại, thực ra dạo gần đây cháu cũng mới bắt đầu học cách đối diện, thử học cách buông bỏ. Thực ra bà cũng có thể làm như vậy, bởi vì buông bỏ chuyện quá khứ hình như cũng không khó lắm. Bà cũng không nghĩ ra sự việc đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi, chỉ cần cháu không sao thì bà cũng không sao. Còn có ai nữa sao? Là Cung Văn Tinh sao? Cháu đi mở cửa trước. Hảo Hảo, ba vào trong đi. Chào chú. Sinh nhật vui vẻ. Sao lại là anh? Sao anh lại đến đây? Bao nhiêu năm nay anh không có ngàn gì đến. Mang những thứ sát sửa này đi đi. Để cho ai xem đây? Thằng bé không phải 8 tuổi, nó đã 30 tuổi rồi. Hôm nay là sinh nhật của cháu mà. Cháu muốn nói là mọi người cùng ăn đi, ăn một bữa cơm với nhau. Hôm nay cũng là ngày mẹ cháu.
Đây đều là những thứ hồi nhỏ con thích ăn nhất. Ba cứ ngồi xuống trước đã, chút nữa có thể ăn cơm rồi. Thịt bò kết hợp thịt cừu, anh còn nhớ không? Chính là túi bánh gạo tròn giá 5 xu đó sao? Đúng vậy. Hồi nhỏ em rất thích ăn thứ đó. Mỗi lần mẹ của em mua đồ ăn vặt đều sẽ mua cho em một túi. Cho tới tận bây giờ, mẹ em vẫn thường xuyên chạy đến cửa hàng bán đồ ăn vặt gần trường tiểu học của em để mua cho em. Bởi vì trong mắt của bà ấy, em mãi luôn là một đứa con gái chưa trưởng thành, khóc lóc la hét đòi mua đồ ăn vặt. Mẹ anh cũng như vậy. Hồi nhỏ mỗi lần cho anh vui đều mua thứ này cho anh ăn. Ba của anh, em cảm thấy ông ấy vẫn luôn quan tâm đến anh, chỉ là không biết nên làm thế nào để hòa hợp với anh. Con không muốn ăn cà tím, con muốn ăn thịt bò khô. Được, vậy con ăn một miếng cà tím đi. Sao vậy? Anh đã nhớ ra trong món cà tím thiếu gì rồi. Ăn cơm thôi. Bà ngoại, chú. Để em. Bà ngoại. Bà ngoại, ăn cơm đi. Bà ngoại, uống canh đi. Chú, uống canh đi. Anh không cần đâu. Bà ngoại, ăn thức ăn đi. Chú cũng ăn thử đi. Chẳng phải cháu không ăn cà tím sao? Con người có thể thay đổi mà. Hơn nữa, bây giờ cháu thấy món cà tím này cũng không khó ăn lắm. Hương vị này đã hơn 20 năm rồi bà chưa được nếm hương vị này.
Có thể nấu thêm một dĩa không? Để anh làm cho. Đây. Vì không muốn anh kén chọn nên mẹ đã cho đồ ăn giặt anh thích nhất vào. Ông ấy mang đến thứ này mới hoàn chỉnh được hương vị đó. Anh ta còn có mặt mũi để ăn sao? Lúc đầu khi mẹ cháu lấy anh ta đã nói gì? Đảm bảo sẽ khiến mẹ cháu được hạnh phúc như thế nào? Nhưng mà kết quả thì sao? Cả ngày không ở nhà. Nếu không phải là anh ta thì mẹ cháu, con bé cũng sẽ không. Con biết lúc đầu mọi người đều cảm thấy con không xứng với cô ấy. Con chăm chỉ làm việc chính là muốn cô ấy và Hạo Hạo có được một cuộc sống tốt hơn. Con thật sự rất muốn quay lại thời gian đó. Nhưng dù có thể quay lại được, con vẫn không biết con nên phải làm gì. Con xin lỗi. Ba. Bà ngoại. Vài ngày nữa cùng đi viếng mộ mẹ cháu đi. Anh vẫn ổn chứ? Quả thực chỉ có đối diện với những chuyện đã qua thì mới thực sự được coi là chuyện đã qua.
Bây giờ nhà anh cũng được coi như là một gia đình bình thường rồi. Từ lúc nào lại bắt đầu để tâm đến việc gia đình anh? Có phải gia đình bình thường hay không? Hôm nay cảm ơn em. Không có gì. Để anh đưa em về. Dạ được. Phải rồi. Hình như là em đã rất lâu rồi chưa gặp Dạng Thuận bọn chúng. Có muốn đến thăm bọn chúng không? Sao vậy? Cũng đã rất muộn rồi. Phải rồi. Em còn phải về nhà với cô. Anh quên mất. Hình như bây giờ mẹ em cũng không cần ở bên em nữa. Sinh nhật anh mà không có người khác ở bên cạnh anh sao? Hôm đó em nhìn thấy anh và một cô gái đi vào trong khách sạn. Có phải anh... Thôi vậy. Không có gì. Anh có thể nhờ em thêm một chuyện nữa không? Sau khi thành công anh sẽ nói với em. Đương nhiên, nếu em không muốn biết thì coi như anh chưa nói gì. Chuyện gì vậy? Bữa ghi hình tiếp theo anh muốn tìm một phụ bếp. Hãy đảm bảo sắp xếp đủ ghế cho tôi. Còn nữa, tiền cảnh phải đặt sau, tươi ngon và đẹp ở phía trước. Được chứ? Lại đây đi. Chút nữa sẽ thế này. Chính là bên này. Đi. Toàn bộ cận cảnh, ai sẽ là người sẽ nói, đều hiểu chứ? Không cần tôi phải nói lại lần nữa chứ? Không được, chị chỉ trang điểm nhẹ một chút. Chị như vậy có phải quá lèo lẹt không? Không phải, chị, phương châm của chị chẳng phải là hấp dẫn đàn ông sao? Từ lúc nào chị để tâm lèo lẹt hay không vậy? Giám đốc Dư, Bạch Tiêu, tìm cho cô ấy một thợ trang điểm. Hả? Kỳ này tôi cần một phụ bếp. Giám đốc Dư, hình như chúng ta không có lịch trình như vậy. Hình như tôi là nhà tài trợ đúng không? Sửa chút lịch trình cũng không vấn đề gì. Em đi trang điểm trước đi, chút nữa gặp lại. Chị Khả Lam, chị đợi em một chút, em đi hỏi xem đạo diễn có sửa lịch trình được không? Bạch Tiêu, có chuyện gì vậy? Lại ở bên nhau sao? Chẳng phải cô nói ngồi nhỡ anh ấy có người khác thì rất khó xử sao? Hay là cô đã xác định được rõ ràng mối quan hệ của anh ấy với cô gái kia rồi? Anh ấy nói là kết thúc chương trình mới nói với tôi. Ôi trời, đây rõ ràng đang thử thách cô mà. Chị à, vậy có sửa lại trang điểm không? Tôi có việc đi trước đã. Sao anh ta nói một đằng là một nẻo vậy? Tôi đã nói là không để anh ta làm nhà tài trợ của chương trình rồi. Cậu đi nói với anh ta. Có thể quay thì quay, không quay được thì thôi. Alo, anh có thể đừng gây thêm phiền phức cho ekip chương trình được không? Em vẫn chưa trang điểm sao? Để anh tìm người trang điểm giúp em. Chị Khả Lam, chị Khả Lam đã lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Khả Lam, Mộng Mộng, mình đến để điều tiết chuyện phụ bếp của ekip chương trình. Mình qua bên đó trước nhé. Sao anh cũng đến vậy? Tôi đến theo cô ấy, sợ bà xã tôi không giải quyết được sẽ bị Dư Hạo mắng, hoặc là bà xã tôi không giải quyết được sẽ trút giận lên Dư Hạo, mắng vào mặt Dư Hạo. Vậy tôi đi trước nhé. Mộng Mộng, Tô Khả Lam, chúng tôi đã kiểm tra tình hình công việc. Không quan tâm sao? Anh ấy đang ở phòng hóa trang. Chúng tôi đến đi tìm cô. Trước đây chuyện của chủ tịch Ngô đã gây phiền phức lớn cho cô. Tôi đã giải thích rõ ràng với bọn họ rồi. Lúc đó chúng tôi có chút quá khích, kết quả đã gây ra. Không sao đâu, chuyện đã qua hết rồi.
Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi đã buông bỏ từ lâu rồi. Điều mà tôi thực sự để tâm hơn chính là sự nghiệp của tôi. Cho dù cô giảng được chuyện tình cảm thì tình yêu này vừa tốn thời gian lại chẳng có lợi nhuận thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi nghe nói là Dư Hạo và một cô gái khác. Nhìn thoáng cho một chút, bản thân phụ nữ phải sống tốt mới là điều quan trọng nhất. Vậy tôi đi trước nhé. Đi thôi. Chị đã trao đổi xong rồi, mau đi trang điểm thôi. Bích Triết, đạo diễn bảo anh trang điểm cho chị Khả Lam. Được. Chị Bích, bên này xong rồi. Đã quyết định thêm lịch trình rồi sao? Tôi biết ngay mà, Kim Tuyên chắc chắn sẽ không phản đối. Bởi vì bổ sung thêm người là cô. Cô vẫn chưa nói rõ với anh ấy sao? Anh ấy sẽ không thích tôi đâu. Từ khi nào cô đã bắt đầu thích Kim Tuyên vậy? Chắc là lần đầu tiên anh ấy vẽ chân dung cho tôi. Anh ấy vẽ tranh chân dung cho cô. Nhưng cô đừng nghĩ nhiều, anh ấy chẳng có ý gì với tôi đâu. Lúc đó chẳng phải anh ấy muốn theo đuổi cô sao? Tôi biết anh ấy vẽ đẹp nên đã đề nghị anh ấy vẽ chân dung cho cô. Còn lấy tôi ra để tập vẽ, kết quả vẽ trông xấu như ma vậy. Khoa trương vậy sao? Cô còn không tin, để tôi cho cô xem. Có đúng không? Rất đẹp mà, như vậy mà gọi là đẹp. Vậy cô còn muốn thế nào? Bước này cũng tạm được. Để tôi xem nào. Sao lại vẽ lại bức này vậy? Hôm đó cãi nhau, dùng quà để xin lỗi. Vẽ trực diện sao? Không phải. Trương Bích, cô tỏ tình với Kim Tuyên đi. Chắc anh ấy cũng thích cô. Chỉ là bản thân anh ấy vẫn chưa biết mà thôi. Cảm ơn đạo diễn, thật ngại quá đã gây thêm phiền phức cho anh. Chính là câu này, cắt nó đi. Đừng lấy yên. Thôi đi mà, đi, cô tin tôi đi. Không sao đâu. Cô sẽ không xui dại tôi chứ? Tôi đã bao giờ xui dại cô chưa? Ngồi giờ phán đoán của cô sai thì sao? Sao vậy? Cô có lời muốn nói với đạo diễn Kim? Tôi không có. Chẳng phải cô luôn nói tôi thông minh sao? Tôi đã bao giờ gạt cô chưa? Vậy sao cô với Dư Hạo vẫn như vậy chứ? Dù sao sau khi tin tức giữa cô với Kim Tuyên được đăng lên, anh ấy vẫn luôn tránh mặt cô. Cô tỏ tình thì tình hình cũng sẽ không tệ hơn đâu, không phải sao? Hình như vẫn là dáng vẻ đấy mà. Đi đi. Kim Tuyên, sao lại tránh mặt tôi? Thì dạo này luôn có tin tức không tốt cho cô lắm. Để tránh hiểm nghi, anh đừng có chạy. Anh đứng lại cho tôi. Anh đứng lại. Cảnh hậu trường, đừng quay. Không được quay. Tôi nói cậu nghe không? Kim Tuyên, em thích anh. Anh có muốn làm bạn trai của em không? Đừng có quay nữa. Đừng có quay.
Đạo diễn, đạo diễn, bên đây được rồi. Biết rồi. Trương Bích đã cho em xem bức chân dung anh vẽ cô ấy, rất đẹp. Vẽ vẽ bừa thôi. Trước đây anh cũng từng vẽ cô ấy một lần. Lần đó vẽ bình thường, lúc đó vẫn chưa thân lắm. Người trong bức vẽ của anh chính là người trong mắt của anh. Lần đầu tiên bình thường là bởi vì trong mắt anh cô ấy là bạn bình thường. Nhưng lần thứ hai không phải vẽ trực diện mà là dựa vào hồi tưởng. Đã có thể vẽ cô ấy đẹp như vậy cho thấy trong mắt anh cô ấy rất đẹp. Thực ra có lẽ anh đã thích cô ấy rồi, chỉ là anh chưa nhận ra được mà thôi. Quan nhân quý vị đón xem cùng anh ăn một bữa ăn ngon. Chủ đề chương trình kỳ này là mời người bạn tốt nhất của mình ăn cơm. Nên nấu món gì cho cô ấy đây? Vậy nên anh Dư Hạo, khách mời của chúng ta đã mời đến một người bạn mà anh ấy quý trọng nhất để trợ giúp. Giám đốc Dư, xin mời anh giới thiệu một chút về bạn của anh. Tôn Khả Lam, không định giới thiệu thêm một chút sao? Người bạn quan trọng nhất, người bạn quan trọng nhất, thế nào được gọi là người bạn quan trọng nhất? Lúc cần người ở bên nhất thì sẽ nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Gặp chuyện gì vui sẽ muốn chia sẻ với cô ấy nhất. Lúc cô ấy buồn muốn là người đầu tiên an ủi cô ấy. Không gặp được cô ấy sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Mỗi ngày ở bên cô ấy đều trở nên rất vui vẻ. Đây chính là người bạn quan trọng nhất. Hay, quan khách Tô Khả Lam. Đúng vậy, trong cuộc đời của chúng ta sẽ đều có một người bạn quan trọng nhất, đáng để chúng ta dành tình cảm chân thành nhất cho cô ấy, che mưa chắn gió cho cô ấy. Vậy hai người hôm nay định nấu món gì? Thịt heo thái sợi. Được, mời qua bên này. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu nấu món ăn đầu tiên của chúng ta hôm nay, thịt heo thái sợi. Có điều cũng phải nói, món thịt heo thái sợi này là món ăn thường gặp nhất trong mỗi bữa ăn gia đình. Vậy nên tôi muốn hỏi giám đốc Dư một chút, tại sao anh lại muốn nấu món bình thường này trong chương trình kỳ này? Nước sốt món này có vị chua cay mặn ngọt đắng không giống nhau, là một kiểu hương vị hoàn toàn mới, giống như một loại gia vị nêm nếm. Nó điều hòa vị chua ngọt cay tạo nên một loại hương vị đặc biệt nhất. Cũng giống như cuộc sống của chúng ta cần không ngừng điều tiết và cân bằng mọi mối quan hệ, ví dụ như cuộc sống, công việc và gia đình. Chờ qua nước sôi trước. Tôi đã bắt đầu nấu nước miếng rồi. Dân, xem ra món thịt heo thái sợi chua ngọt thơm ngon của chúng ta đã hoàn thành rồi. Hoàn thành. Anh Trương. Hoàn thành. Món ăn đầu tiên của hôm nay, thịt heo thái sợi đã được nấu xong rồi. Thơm quá. Tôi không đợi được nữa rồi. Vậy tôi thử một miếng trước nhé. Tôi phải ăn thử xem thế nào. Giám đốc Dư, vừa nãy anh có nhắc đến ba mối quan hệ: cuộc sống, công việc và gia đình. Vậy anh làm thế nào để cân bằng và điều tiết chúng? Thực ra trước đây tôi là một người thực sự
rất ích kỷ. Trong mắt tôi chỉ có công việc, thậm chí vốn dĩ không biết nấu cơm. Ý của giám đốc Dư là trước đây tay nghề nấu nướng không giỏi như vậy, khiêm tốn quá rồi. Trước đây cũng đã nấu rất ngon. Ghi hình chương trình hồi đó, tôi đã dùng người đóng thế. Người đóng thế. Đoạn này làm sao đây? Có cần phải cắt đi không? Trường quay có nhiều người như vậy đều đã nghe hết rồi. Những lời bây giờ tôi nói đều là sự thật, cũng là những lời tôi muốn nói những lúc này. Vậy nên đạo diễn, tôi hy vọng anh không cắt bỏ đoạn này. Cảm ơn. Trước đây dùng người đóng thế để ghi hình là bởi vì tôi cảm thấy học nấu ăn là một chuyện rất lãng phí thời gian. Nhưng mà có một người cho tôi biết, công việc là một phần của cuộc sống chứ không phải là mục đích. Có những việc nhìn giống như vô dụng nhưng lại có thể tạo ra giá trị rất lớn. Nếu như mất việc, mất có thời gian về nhà nấu cơm thì bây giờ tôi sẽ thôi việc. Chính cô ấy đã khiến tôi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống. Cô ấy giúp đỡ tôi, khích lệ tôi, giúp tôi đối diện với những nỗi đau trong quá khứ. Dần dần, cô ấy lặng lẽ bước vào trái tim của tôi. Đột nhiên có một ngày, tôi phát hiện ra cô ấy ngày càng quan trọng đối với tôi. Tôi ngày càng không thể rời xa cô ấy. Vậy là tôi liền nghĩ mọi cách để giữ cô ấy ở cạnh mình. Nhưng mà lúc đó tôi thực sự không hiểu cách để hòa hợp với ai đó ngoài công việc. Dù sao đã rất cố gắng nhưng vẫn rất nhỏ bé, ít ỏi so với những thứ cô ấy cần. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thực sự rất ngây ngô. Ngây ngô đến mức nghĩ rằng giữ cô ấy ở bên cạnh chính là yêu, chính là hy sinh. Vì vậy nên đã tranh luận với đối tác. Cậu không chỉ có trách nhiệm với cô ta mà còn có trách nhiệm với tất cả nhà đầu tư. Như kiểu tranh luận này, cuối cùng người bị tổn thương là chính là cô ấy. Từ trước tới giờ tôi luôn cho cô ấy những thứ tôi nghĩ là cô ấy cần, nhưng tôi lại bỏ qua điều vốn quan trọng nhất đối với cô ấy. Mẹ lại gây thêm phiền phức cho con rồi. Chỉ cần mẹ vui vẻ hạnh phúc thì chính là điều hạnh phúc nhất của con. Không phải lỗi của anh. Em là một người không hoàn hảo. Em không muốn gây thêm phiền phức cho người khác. Những áp lực của em thực ra đều đến từ anh. Anh không muốn trở thành người đem lại áp lực cho em. Vậy nên anh đã học được cách chờ đợi, học được cách yêu thương chăm sóc. Cuối cùng anh còn học được cách để đối diện với quá khứ của chính mình. Sinh nhật luôn là nỗi ác mộng của tôi. Nhưng món cà tím mẹ tôi đã làm có lẽ sẽ là một cây cầu nối. Vậy nên tôi đã tìm đầu bếp của một khách sạn, muốn nhờ cô ấy tìm lại hương vị đích thực của món đó. Nhưng tôi phát hiện tôi đã sai. Cháu cứ trực tiếp nhờ Khả Lam đi. Cháu sợ là nếu như làm không tốt thì lại khiến tâm trạng cô ấy buồn thêm. Sự khó xử, những nỗi lo lắng của cháu đều là một phần cuộc sống của cháu. Nếu cháu không thể thành thực thể hiện phần cuộc sống này cho cô ấy thấy, bà dám nói rằng cháu đã đủ tin tưởng cô ấy sao? Liệu cô ấy có muốn cháu che giấu những điều khó xử này của cháu, không sẵn lòng bàn bạc cùng với cô ấy không? Lúc mẹ Khả Lam bị bệnh,
Cháu muốn cô ấy đoạn tuyệt quan hệ với cháu và tự gánh giác, hay là muốn cô ấy cùng tìm cháu để mong được sự giúp đỡ và cùng đối diện với nó? Đứng im, đừng cử động lung tung. Tôi điều chỉnh vị trí một chút, chỉ làm trứng sốt cà chua thôi mà. Quay video lại, sau này tiện cho anh ôm lại. Dẫu sao cũng phải xuất hiện trong chương trình, vậy nên tư thế và dáng vẻ rất quan trọng. Anh sẽ không che giấu những yếu đuối và lo lắng của mình. Tương tự, em cũng không cần phải giả vờ kiên cường. Anh càng không muốn nhìn thấy em một mình trốn ở một góc nào đó để khóc. Món thịt heo thái sợi này là dành tặng cho em. Anh muốn điều tiết cuộc sống của anh và điều tiết cuộc sống của em nữa. Mong rằng em không cần phải gánh vác tất cả những áp lực này. Không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo. Có thể khóc, cười một cách thoải mái. Anh muốn trở thành chỗ dựa của em, trở thành người nhà của em. Hãy ăn cơm cùng anh suốt quãng đời còn lại nhé. Hãy lấy anh nhé. Được không? Lấy anh ấy. 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 Hôn một cái.